Xin kính chào quý bậc phụ huynh. Cô chào tất cả các em học sinh lớp 2 đang học trên truyền hình. Hôm nay, cô tiếp tục đồng hành cùng các em trong tiết tiếng Việt lớp 2 bộ sách Cánh Diều qua bài 19 Bàn trong nhà. Các em thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em nghe viết bài thơ Mèo Con và hướng dẫn các em cách viết chữ Hopper. Bây giờ cô mời các em đi vào phần thứ nhất, bài viết 1, nghe viết Mèo Con. Các em hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết bức tranh vẽ gì nào. À, bức tranh vẽ một chú mèo con. Mèo là vật nuôi trong nhà rất quen thuộc đối với chúng ta. Các em thấy chú mèo con này đang đùa giỡn với cái đuôi của mình, trông thật là ngầu nghịch và đáng yêu, đúng không nào? Vậy, chú mèo con này có điểm gì đáng yêu? Thì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết Mèo Con của tác giả Phùng Phương Quý. Bây giờ cô mời các em hãy giữ sách giáo khoa tập 2 trang 5 theo dõi và lắng nghe cô đọc bài. Mèo con rình bắp, cái đuôi của mình vồ phải vồ trái, đuôi chạy vòng quanh. Mèo con nhanh thế, đuôi còn nhanh hơn. Mèo dừng lại nghỉ, đuôi vẫy chờn vờn, cả trưa tất bật chẳng bắt được gì. Mèo con mệt quá, ôm đuôi ngủ kỳ. Phùng Phương Quý. Qua nghe cô đọc bài thơ, em cho cô biết bài thơ đã nhắc đến con vật nào? À, bài thơ đã nhắc đến chú mèo con. Vậy mèo con đã làm gì với cái đuôi của mình? À, mèo con đã tự rình bắt cái đuôi của mình. Vậy chú mèo con tự rình bắt cái đuôi của mình như thế nào? À, cả một buổi trưa, chú tự rình bắt cái đuôi của mình. Vồ phải, chú vồ trái, đuôi cứ chạy vòng quanh, cuối cùng không bắt được đuôi, mệt quá, ôm đuôi ngủ khì. Qua bài thơ Mèo Con, nói về điều gì? À, bài thơ kể chuyện chú mèo con rất là ngộ nghịnh và đáng yêu. Như vậy, để viết tốt bài thơ này, các em hãy lấy bảng con cùng cô luyện viết một số từ mà trong quá trình viết các em có thể mắc lỗi. Từ thứ nhất đó là rình bắp. Trong tiếng rình có âm r đầu, vần ân dấu huyền nằm trên đầu âm y. Tiếng bắt có vần ắt âm cuối âm tờ. Rình bắt. Cô mời các em viết vào bảng con nào. Tiếng thứ hai, tiếng đuôi. Trong tiếng đuôi có âm đầu đờ, vần uôi, đuôi. Các em hãy viết chữ đuôi vào bảng con. Tiếng quanh có âm đầu quờ, vần ăn, quanh. Cô mời các em hãy viết chữ quanh vào bảng con nào. Vẫy chờn vờn, tiếng vẫy có âm đầu vờ, vần ây, dấu ngã nằm trên đầu âm ở. Chờn vờn, cả hai tiếng đều có âm cuối n, vẫy chờn vờn. Cô mời các em viết vào bảng con cho cô. Tất bật, cả hai tiếng đều có vần ất âm cuối âm tờ, tất bật. Cô mời các em viết vào bảng con nữa. Tiếp theo, các em hãy cùng cô đọc lại một số từ mà các em đã luyện viết. Rình bắp, đuôi, quanh, vẫy chờn vờn, tất bật. Vậy là cô vừa hướng dẫn các em luyện viết một số từ trong bài. Bây giờ các em hãy quan sát bài thơ và cho cô biết. Bài thơ Mèo Con gồm có mấy khổ thơ nào? À, bài thơ gồm có 3 khổ thơ, mỗi khổ thơ gồm có 4 dòng thơ. Vậy, mỗi dòng thơ có mấy chữ? À, mỗi dòng thơ có 4 chữ. Vậy thì những chữ cái đầu mỗi dòng thơ chúng ta phải viết như thế nào? Những chữ đầu mỗi dòng thơ chúng ta phải viết hoa và lùi vào 3 ô kể từ lề vở.
Tên tác giả các em phải viết như thế nào? À, tên tác giả chúng ta phải viết hoa bởi vì đây là tên riêng chỉ người. Bây giờ cô mời các em hãy đọc lại bài thơ trước khi chúng ta viết vào vở nào. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em cách trình bày bài viết vào vở. Các em hãy nhìn lên màn hình và giờ vở luyện viết trang 5. Đầu tiên, chúng ta viết thứ ngày tháng năm mà các em đang học. Trong vở này, người ta đã in sẵn cho các em các dấu chấm đen. Dấu chấm thứ nhất các em viết cho cô đề bài. Dấu chấm thứ hai viết khổ thơ thứ nhất. Dấu chấm thứ ba các em viết cho cô khổ thơ thứ hai. Và dấu chấm thứ tư các em hãy viết cho cô khổ thơ thứ ba. Đối với những em sử dụng vở ô ly thì các em hãy trình bày như sau. Như thường lệ, đầu tiên các em lùi vào một ô viết tên thứ ngày tháng năm mà các em đang học. Lùi vào 5 ô viết chữ chính tả. Lùi vào 4 ô viết tên đề bài. Đối với những dòng thơ, tùy theo độ dài ngắn của dòng thơ, các em có thể lùi vào 2 ô hoặc 3 ô. Đối với bài thơ này, các em lùi vào cho cô 3 ô để viết các dòng thơ. Tên tác giả, các em lùi vào 6 ô. Và lưu ý khoảng cách giữa các khổ thơ để trúng một dòng kẻ. Cuối mỗi khổ thơ, các em nhớ đặt dấu chấm. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em cách trình bày bài viết vào vở. Sau tiết học này, các em có thể nhờ bố mẹ hoặc người thân của mình đọc bài để các em hoàn thành bài vào vở. Và khi viết, các em nhớ tư thế ngồi viết. Một tay phải cầm bút, tay trái giữ vở, lưng thẳng, chân đặt thoải mái đúng vị trí, mắt cách vở 25-30cm. Tiếp theo, cô mời các em sang phần luyện tập. Các em hãy cùng cô đọc to bài tập nào. 2. Tìm chữ hoặc dấu thanh phù hợp. A. Chữ L hay chữ N. B. Dấu hỏi hay dấu ngã. Đây là dạng bài tập lựa chọn. Có thể các em chọn câu A, có thể các em chọn câu B. Để các em điền đúng dấu hỏi hay dấu ngã, cô sẽ chọn cho các em câu B. Các em hãy đọc cùng cô. B. Dấu hỏi hay dấu ngã. Con gì mũi thông đến chân, dẻo dai khéo léo chân cần đến tay là con gì? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài tập yêu cầu chúng ta chọn dấu hỏi hay dấu ngã để điền vào những tiếng in đậm màu vàng cho đúng chính tả, đó là các tiếng mui, thong, gieo, chăng. Đối với bài tập này, cô sẽ dành thời gian cho các em. Các em lấy vở luyện viết và thực hành làm vào vở cho cô. Em đã làm xong cái nào? À, hãy cùng cô kiểm tra lại kết quả nào. Tiếng thứ nhất, tiếng mui, nếu ta chọn dấu hỏi thì có tiếng mũi. Nếu ta chọn dấu ngã thì có tiếng mũi. Mũi ở đây tức là chỉ cái mũi, cho nên ta chọn dấu ngã, ta có từ tiếng mũi. Tiếng thòng, nếu ta chọn dấu hỏi thì có tiếng thòng. Chọn dấu ngã thì có tiếng thõng. Thõng là buông thõng một cách tự nhiên. Như vậy tiếng thõng không có nghĩa. Ta có tiếng thõng. Tiếng gieo,
Nếu tròn dấu hỏi thì có tiếng dẻo, tròn dấu ngã thì có tiếng dẻo. Tiếng dẻo ở đây không có nghĩa. Như vậy ta tròn dấu hỏi, dẻo. Tiếng chẳng, tiếng chẳng nếu tròn dấu hỏi thì có dấu tiếng chẳng, tròn dấu ngã thì có tiếng chẳng. Tiếng chẳng không có nghĩa. Như vậy ta tròn dấu hỏi. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc lại bài tập chúng ta vừa hoàn thành nhé. Con gì mũi thẳng đến chân, dẻo dai khéo léo chẳng cần đến tay, là con gì? Vậy theo các em, con gì mà có cái mũi dài vậy? À, đó là con voi. Và con voi có cái vòi là cái mũi rất là dài. Nó dùng để cuốn những đồ vật, cái cối có thể hút nước và cũng là vũ khí để tự vệ cho bản thân mình. Tiếp theo cô mời các em sang bài tập số 3. 3. Chọn tiếng trăng ngoặc đơn phù hợp với ô trống. B. Vẽ, vẽ ô trống, tranh ô trống, mạch. Mở, mở cửa ô trống gà. Yêu cầu bài tập 3 làm gì? À, yêu cầu bài tập 3 chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống. Trong bài này có 4 ô trống. Ô trống đầu tiên, nếu ta chọn tiếng vẽ thì có từ vẽ tranh. Nếu ta chọn tiếng vẽ thì có từ vẽ tranh. Vẽ tranh là từ chỉ hoạt động. Vậy vẽ tranh là từ không có nghĩa. Như vậy ta có tiếng vẽ. Ô trống thứ hai, nếu ta chọn tiếng vẽ thì có từ vẽ mặt. Nếu ta chọn tiếng vẽ thì có từ vẽ mặt. Vẽ mặt là từ không có nghĩa. Ví dụ đây là vẽ mặt vui buồn của con người. Như vậy ta chọn tiếng vẽ, ta có từ vẽ mặt. Ô trống thứ ba, nếu ta chọn tiếng mở thì có từ cửa mở. Nếu ta chọn tiếng mở thì có từ cửa mở. Như vậy cửa mở là từ chỉ hoạt động. Vậy cửa mở là không có nghĩa. Ta chọn tiếng mở, ta có từ cửa mở. Ô trống thứ tư, nếu ta chọn tiếng mở thì có từ mở gà. Nếu ta chọn tiếng mở thì có từ mở gà. Mở gà ở đây là từ chỉ sự vật. Như vậy mở gà là từ không có nghĩa. Như vậy ta chọn tiếng mở, ta có từ mở gà. Cô mời các em hãy cùng cô đọc lại bài tập chúng ta đã hoàn thành nào. Vẽ tranh, vẽ mặt, cửa mở, mở gà. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần luyện tập. Trước khi qua hoạt động tiếp theo, cô mời các em hãy giải lao bằng một bài hát rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu của chú mèo con, tác giả Nguyễn Đức Toàn. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần tập viết. Tiết tập viết hôm nay các em sẽ được học chữ hoa pờ và câu ứng dụng
phố phường tấp nập đông vui. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cô giới thiệu với các em đây là chữ khoa pờ cỡ vừa. Các em hãy quan sát và cho cô biết chữ khoa pờ cỡ vừa có độ cao và độ rộng bao nhiêu ô lít. Chữ khoa pờ cỡ vừa có độ cao 5 ô ly. 1, 2, 3, 4, 5. Và độ rộng 4 ô ly. 1, 2, 3, 4. Vậy, chữ khoa pờ cỡ vừa được viết bởi bao nhiêu nét? Chữ khoa pờ cỡ vừa được viết bởi 2 nét. Nét 1 là nét móc ngược trái. Những nét 1 của nét chữ hoa bờ các em đã được học. Nét 2 là nét cong trên. Hai đầu nét không đều nhau. Tiếp theo, cô mời các em quan sát quy trình viết chữ hoa bờ cỡ vừa nào. Đầu tiên đặt bút trên đường kẻ xấu, hơi lường sang trái, viết nét móc ngược trái. Cuối nét lường họng vào trong. Dừng bút trên đường kẻ 2. Từ điểm dừng bút, lia bút lên đường kẻ 5. Viết nét 2, nét cong trên. Lưu ý, độ rộng hai đầu nét móc không đều nhau. Cuối nét lường hạng vào trong. Dừng bút trên đường kẻ 5, ta được chữ khoa pờ cỡ vừa. Tiếp theo, cô mời các em quan sát cô hướng dẫn cách viết chữ khoa pờ cỡ vừa trên bảng lớp. Cô mời các em thực hành viết chữ hoa pờ cỡ vừa và bạn con nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cách viết chữ hoa pờ cỡ nhỏ. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cô giới thiệu với các em đây là chữ hoa pờ cỡ nhỏ. Chữ hoa pờ cỡ nhỏ có độ cao và độ rộng bằng nửa chữ hoa pờ cỡ vừa. Vậy chữ hoa pờ cỡ nhỏ có độ cao và độ rộng bao nhiêu ly? Chữ hoa pờ cỡ nhỏ có độ cao 2 ô ly rưỡi và độ rộng 2 ô ly. Và chữ hoa pờ cỡ nhỏ được viết bởi bao nhiêu nét? Chữ hoa pờ cỡ nhỏ được viết bởi 2 nét giống chữ hoa pờ cỡ vừa. Nét 1, nét móc ngược trái. Nét 2, nét cong trên. Tiếp theo, cô mời các em hãy thực hành viết chữ hoa pờ cỡ nhỏ và bạn con nhé. Bây giờ chúng ta sang phần ứng dụng. Các em hãy đọc cùng cô. Phố, phường, tấp, nập, đông vui. Trong câu ứng dụng, phố, phường, tấp, nập, đông vui nghĩa là nhiều người qua lại, hoạt động không ngớt. Vậy, trong câu ứng dụng, phố, phường, tấp, nập, đông vui tiếng nào có chứa chữ hoa pơ chúng ta vừa học? Đó là tiếng phố. Vậy, những con chữ nào được viết với độ cao 2 ly rưỡi? Đó là con chữ H, con chữ G. Vậy, những con chữ nào được viết với độ cao 2 ly? Đó là con chữ P, con chữ D. Những con chữ nào được viết với độ cao 1 ô ly rưỡi? Đó là con chữ tờ. Còn những con chữ còn lại, các em viết với độ cao 1 ô ly. Và các em lưu ý, khi viết câu ứng dụng, các em phải viết
qua con chữ pờ và đặt dấu sắc trên tiếng phổ, chữ phổ, dấu huyền trên con chữ ơ, dấu sắc trên con chữ ở, dấu nặng dưới con chữ ở. Và cuối câu ứng dụng các em nhớ là đặt dấu chấm, đặt dấu phẩy sau tiếng nập. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách trình bày bài viết vào vở. Các em hãy dở vở luyện viết trang 5. Trong vở luyện viết, đây những dấu chấm đen này người ta đã chấm sẵn. Những dấu chấm đen này là điểm đặt bút để các em viết. Khi viết, các em nhớ viết đúng, đặt bút đúng. Ở cuối vở có hai dòng chữ phố và dòng phố phường tấp nập đông vui được viết bằng chữ in nghiêng. Vậy khi viết, các em lưu ý nhớ nghiêng đều các chữ về phía bên phải. Và trước khi viết bài, các em lưu ý tư thế ngồi viết như cô đã hướng dẫn ở việc trước. Sau tiết học này, các em có thể ngồi lại và tự hoàn thành bài viết của mình. Như vậy, tiết học hôm nay cô đã hướng dẫn các em nghe viết bài thơ mèo con và hướng dẫn các em làm một số bài tập lựa chọn. Các em đã điền đúng dấu hỏi, dấu ngã và biết cách viết chữ hoa pờ cỡ vừa, cỡ nhỏ, câu ứng dụng, phố phường tấp nập đông vui. Tiết học của chúng ta đến đây đã hết rồi. Cô xin chào và tạm biệt các em. Xin chào các em. Vừa rồi các em đã hoàn thành xong chương trình của học kỳ 1 rồi. Và bắt đầu từ tuần này, các em chuyển sang chương trình của học kỳ 2. Và đây là tiết học tập viết đầu tiên của chương trình này đấy. Hôm nay cô và các em cùng nhau tìm hiểu chữ viết hoa quy, nói và nghe kể chuyện, chuyện bốn mùa. Sách vở và đồ dùng học tập của các em đã chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta bước sang tiết học đầu tiên. Các em hãy quan sát trên màn hình. Đây là chữ viết hoa quy. Quan sát và cho cô biết chữ viết hoa quy gồm có mấy nét. À đúng rồi, chữ viết hoa quy gồm có 2 nét. Nét 1 giống với chữ viết hoa nào mà các em đã học ở tuần trước? À, đó là chữ viết hoa O. Và ở chữ viết hoa quy có thêm nét lường ngang giống như một dấu ngã lớn. Các em hãy quan sát chữ viết hoa quy và nêu cấu tạo của chữ viết này nào. À, các em có thể đếm được chữ viết hoa quy có độ cao 5 ô ly và độ rộng 4 ô ly rưỡi. Để viết được chữ viết hoa quy, chúng ta sẽ viết theo quy trình sau. Đặt bút ở đường kẻ ngang số 6, viết một chữ viết hoa O. Từ điểm dừng bút, các em lia bút xuống dưới đường kẻ ngang số 2, viết một nét lường ngang giống như một dấu ngã lớn. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2, chúng ta có được chữ viết hoa quy cỡ vừa. Vậy, đối với chữ viết hoa quy cỡ nhỏ, quy trình viết cũng tương tự như trên, nhưng với độ cao 2 ô ly rưỡi. Đặt bút ở giữa đường kẻ ngang số 3 và 4, dừng bút ở đường kẻ ngang số 1 và 2. Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình xem quy trình viết của hai con chữ này. Thank you.
Bây giờ các em hãy quan sát cô viết ở trên bảng lớp một lần nữa để nhớ kỹ cách đưa bút nhé. Các em đã sẵn sàng tập viết ở trên bảng con chưa? Các em hãy đặt bảng con trước mặt của mình, rồi viết thật nặng nó. Cho cô một chữ viết hoa quy cỡ vừa. Sau đó, viết bên cạnh một chữ viết hoa quy cỡ nhỏ nữa. Các em đã viết tốt chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng mở vở tập viết ra để viết vào vở tập viết. Ở tuần này, các em đã chuyển sang vở tập viết tập 2 rồi. Các em đã chuẩn bị cho mình rồi đúng không nào? Các em hãy mở vở ra và viết cho cô hai dòng chữ viết hoa quy cỡ vừa và hai dòng chữ viết hoa quy cỡ nhỏ. Đã có rất nhiều bạn đã hoàn thành xong bài viết này rồi đúng không? Cô có lời khen dành cho tất cả các em. Vậy để biết được câu ứng dụng của bài ngày hôm nay là gì, chúng ta cùng quan sát nhé. Trên đây cô có câu ứng dụng, các em hãy đọc thầm cho cô. Giờ các em hãy đọc to cùng với cô nào. Quê hương em có đồng lúa xanh. Vậy trong câu ứng dụng chữ nào được viết hoa? À, đó là chữ quê được viết hoa. Trong chữ quê có con chữ quy được viết hoa. Các em lưu ý viết con chữ quy với độ cao 2 ô ly rưỡi. Nét 2 của con chữ quy nối tiếp liền với nét 1 của con chữ u. Vậy trong câu độ cao của các con chữ được thể hiện như thế nào? À, con chữ H, con chữ R và con chữ L có độ cao 2 ô ly rưỡi. Con chữ D có độ cao 2 ô ly. Các con chữ còn lại, các em viết với độ cao 1 ô ly. Khi viết, các em cần lưu ý viết đúng khoảng cách giữa chữ này với chữ kia. Đặt dấu thanh ở ngay âm chính. Và khi viết xong câu, các em nhớ đặt dấu chấm để kết thúc câu. Giờ các em hãy xem cô viết câu ứng dụng này ở trên bảng lớp. Em vừa xem cô viết và nắm rõ quy trình viết rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng mở vở tập viết và viết phần còn lại của bài. Các em hãy viết cho cô hai dòng chữ quê và hai dòng câu ứng dụng quê hương em có đồng lúa xanh. Các em đã hoàn thành xong bài viết của mình rồi đúng không nào? Những bạn nào chưa hoàn thành xong thì các em có thể hoàn thành tiếp sau tiết học này. Và phần tập viết này cũng đã kết thúc tiết học đầu tiên rồi. Chúng ta cùng nhau nghỉ giải lao để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bánh chưng xanh, bên dưa hấu đỏ, bánh
sắp đến Tết rồi đấy. Tết đến, các em được đi thăm ông bà, được nhận tiền lì xì và nhận được nhiều lời chúc từ mọi người. Tết đến là một mùa xuân mới lại mở ra. Vậy để biết được, trong năm ngoài mùa xuân ra còn có những mùa nào khác, chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua câu chuyện Chuyện bốn mùa. Các em hãy quan sát trên màn hình. Trên đây có bốn bức tranh. Bốn bức tranh này tương ứng với câu chuyện Chuyện bốn mùa mà các em đã được học ở tiết tập đọc trước. Các em hãy quan sát thật kỹ và cho cô biết trong mỗi bức tranh có những nhân vật nào và các nhân vật đó đang làm gì. Trong câu chuyện có bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông. Ở bức tranh số 1, nàng tiên mùa đông đang nói chuyện với nàng tiên mùa xuân. Phía sau là những cành đào đang khoe sắc. Ở bức tranh số 2, nàng tiên mùa xuân nói chuyện với nàng tiên mùa hạ. Vườn cây mùa hạ đơm nhiều trái ngọt. Ở bức tranh số 3, nàng tiên mùa hạ đang trò chuyện cùng với nàng tiên mùa thu. Phía trên là khung cảnh đêm trung thu, rước đèn phả cỗ. Và cuối cùng là nàng tiên mùa thu đang thủ thị với nàng tiên mùa đông. Phía trên là hình ảnh bập bùng bếp lửa nhà sàn. Vậy để biết được những nàng tiên này đang nói điều gì với nhau, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện nhé. Chuyện bốn mùa, các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Vào một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau ở vườn hoa. Các chị em ai cũng vui mừng vì được gặp lại nhau. Họ nói cười vô cùng vui vẻ. Nàng Đông cầm tay nàng Xuân và nói rằng: chị Xuân là người sung sướng nhất ở đây. Vì mùa xuân đến, cây cối xanh tốt mơn mởn, ai cũng yêu quý chị cả. Thế rồi, nàng Xuân khe khẽ nói với nàng Hạ rằng: nếu không có những tia nắng ấm áp của em Hạ, thì trong vườn không có nhiều hoa thơm và cây trái trĩu nặng. Các bé thiếu nhi lại thích nàng Thu nhất. Vì có nàng Thu, các bé được phá cỗ đêm trăng rằm, được rước đèn ông sao. Thu đặt tay lên vai Đông: có em thì mới có bếp lửa đêm đông, có giấc ngủ ấm trong chăn. Bà rất vui vẻ góp chuyện. Các cháu mỗi người một vẻ, Xuân làm cho cây lá tươi tốt, Hạ cho trái ngọt, hoa thơm, Thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn Đông, cháu có công ủ ấm mầm sống, để Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu. Nhờ các em hãy lắng nghe cô kể câu chuyện này thêm một lần nữa. Câu chuyện Chuyện bốn mùa. Ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau. Mọi người trò chuyện rất là vui vẻ. Bỗng Đông cầm tay Xuân bảo: chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về, cây cối nào cũng đắm chồi nảy lộc. Nàng Xuân vui vẻ nói: nhưng nhờ có em Hà, cây trong vườn mới đơm nhiều trái ngọt, hoa thơm, học sinh mới được nghỉ hè. Nàng Hà cũng tinh nghịch xen vào: thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Nhờ có em Thu, các bạn mới được đón đêm trăng rằm, rước đèn, phả cỗ. Bỗng có một giọng nói buồn buồn vang lên: chỉ có em là chẳng ai yêu. Ba nàng tiên quay lại, thì ra đó là giọng của nàng Đông. Nàng tiên mùa thu đến bên cạnh và đặt tay lên vai Đông thủ thị: có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.
bốn nàng tiên trò chuyện vui vẻ mà không biết rằng bà đất đến bên cạnh từ lúc nào. Bà đất nói giọng hiền từ, bảo: xuân làm cho cây lá tươi tốt, hạ cho trái ngọt hoa thơm, mùa thu thì làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày từ trường. Còn cháu đông, cháu có công ấp ủ mầm sống, để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích và đều đáng yêu. Cô vừa kể câu chuyện xong rồi, về qua câu chuyện này muốn nói với các em điều gì? À, câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa có mỗi vẻ đẹp riêng và đều có ích cho cuộc sống. Giờ các em hãy quan sát tranh thêm một lần nữa. Dưới mỗi bức tranh có một câu hỏi gợi ý. Các em hãy dựa vào nội dung câu chuyện mà cô vừa kể, kết hợp với quan sát tranh để trả lời những câu hỏi ở dưới mỗi bức tranh cho cô nhé. Bây giờ các em hãy giúp cô trả lời những câu hỏi đó. Quan sát bức tranh số 1 và cho cô biết nàng tiên mùa đông nói gì với nàng tiên mùa xuân. À, đúng rồi, đông cầm tay xuân bảo: chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu mến chị. Chị về, cây nào cũng đắm chồi, nảy lộc. Vườn cây mùa xuân thật là đẹp đúng không nào các em? Vậy vườn cây vào mùa hạ như thế nào? Các em hãy quan sát bức tranh số 2 rồi trả lời cho cô nhé. Các em thấy cây cối trong vườn như thế nào? À, đúng rồi. Theo nàng xuân, vào mùa hạ, cây trong vườn đơm nhiều trái ngọt. Vậy nàng tiên mùa hạ đã nói gì với nàng tiên mùa thu? Chúng ta cùng quan sát bức tranh số 3 rồi giúp cô trả lời nó. Các em thấy ở phía trên này là hình ảnh gì? À, đúng rồi, đó là hình ảnh đêm trăng rằm rực đèn phá cỗ. Nàng tiên mùa hạ đã nói với nàng tiên mùa thu rằng: thế mà thiếu nhi lại thích em thu nhất. Không có em, làm sao có đêm trăng rằm rực đèn phá cỗ? Nãy giờ chúng ta chỉ nghe nhắc đến các nàng tiên mùa xuân, mùa hạ và mùa thu, nhưng chưa nhắc đến mùa đông. Chắc hẳn nàng tiên mùa đông rất là buồn đúng không nào các em? Vậy để biết được nàng tiên nào đã đến bên an ủi và thủ thị cùng nàng tiên mùa đông, chúng ta cùng quan sát bức tranh số 4 nhé. À, đó là nàng tiên mùa thu đã đến bên an ủi nàng tiên mùa đông đấy. Vậy nàng tiên mùa thu đã thủ thị với nàng tiên mùa đông điều gì? À, thu thủ thị với đông: có em mới bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn. Và thế là các em vừa giúp cô trả lời được những câu hỏi ở giữa mỗi tranh rồi đấy. Chúng ta cùng quan sát lại bốn bức tranh thêm một lần nữa để nhớ lại nội dung câu chuyện này. Mỗi bức tranh mà các em vừa giúp cô tìm hiểu tương ứng với mỗi đoạn của câu chuyện. Các em hãy chọn cho mình một đến hai đoạn mà các em thích rồi kể cho bố mẹ và người thân của mình nghe. Sau đây có hai bạn nhỏ cũng đã chọn được đoạn mà mình thích rồi. Các em hãy lắng nghe xem bạn kể có hay không nào. Xin chào cả bà, mình tên là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Mình là học sinh lớp 21 trường tiểu học Già Lê. Mình rất thích học chuyện bốn mùa. Mình xin kể đoạn 1 và đoạn 2 cho các bạn nghe nhé. Ngày đầu năm, nàng tiên xuân hạ thu đông gặp nhau, đông cầm tay xuân bảo: chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.
nàng tiên mùa xuân đã nói, nhờ có em hà cây trong vườn mới đơn đã nở, học sinh mới được nghỉ hè. Vâng, trường Lâm kể đến đây là hết rồi, xin chào các bạn. Giờ chúng ta đến với bạn nhỏ thứ hai. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Phương Lê, mình là học sinh lớp 2 mùa trường tiểu học Già Lê. Mình xin kể đọc 3 và đọc 4 của các truyền, truyền 4 mùa, nàng tiên mùa tính ngực lên và thế mà hiểu nhi là thích em vui nhất. Lâu mở thu làm sao có đêm trong rằm rửa đèn phá cổ, giận mùa mùa mỡ nàng đâu. Đông nói chỉ có em là chẳng ai yêu, cô đặt tay lên vai đông thủ thí, có em mới có một vùng bé nữa, nhà ta mọi người mới có giấc ngủ ấm trong trăng. Bỗng nàng tiêu mãi trò chuyện, không biết bà đã về đến từ lúc nào. Bà nói vâng làm cho cây lá tươi tổ, hạ cho trái ngọt hoa thơm, thu cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày từ trường. Còn dạo đông chẳng có con ấp ngủ mầm sống để xuân về, cây cối đất trời nảy lọc, các cháu đều có ích điều đáng yêu. Vâng, điều mình kể đến đây là hết rồi, tạm biệt các bạn. Các em thấy bạn kể có hay không nào? Cô tin rằng các em ai cũng có thể kể tốt giống như các bạn đấy. Ở nhà, các em hãy tập kể đoạn chuyện mà mình yêu thích. Nếu tốt hơn, các em hãy kể toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ và người thân của mình nghe. Sau tiết học này, các em hãy nói với người thân về nàng tiên mà em thích nhất trong câu chuyện Chuyện Bốn Mùa. Các em có thể nói về nàng tiên của mình theo những gợi ý sau của cô. Tên của nàng tiên là gì? Nàng tiên giúp gì cho cuộc sống? Nàng tiên đó tượng trưng cho mùa nào? Các em hãy lắng nghe một bạn nhỏ đã chia sẻ về nàng tiên mà mình yêu thích. Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu, mình tên là Dương Hiển Thảo, mình học lớp 2 mùa trường tiểu học Già Lê. Mình rất thích câu chuyện Chuyện Bốn Mùa. Mình rất thích bốn nàng tiên trong câu chuyện này, vì mỗi nàng tiên có một dạng vẻ khác nhau, nhưng trong đó mình thích nhất là nàng tiên mùa xuân. Vì mùa xuân đến, cây cối đất chu nảy lộc, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Xuân đến, mình sẽ nhận được lời chúc và bao lì xì. Mình được mặc bộ quần áo đẹp, được ba mẹ chở đi du xuân. Mọi người trong gia đình được đoàn tụ, xung vầy bên nhau, chào đón năm mới. Còn các bạn thích nàng tiên nào trong câu chuyện này? Hãy kể cho người thân mình nghe nhé. Chào tạm biệt các bạn. Các em có thể chia sẻ giống như bạn được không nào? À, cô tin rằng các em có thể làm tốt đấy. Và thế là hai tiết học của chúng ta, các em đã học được điều gì? À, các em đã biết được chữ viết hoa quy. Viết câu ứng dụng quê hương em có đồng lúa xanh. Nghe và kể câu chuyện Chuyện Bốn Mùa. Việc học của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cô xin chào tạm biệt các em.